Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tháo gỡ các điểm nghẽn đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Tại tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương dự hội nghị. Sau một năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ các điểm nghẽn đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu lực, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Đề án 06 đã đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đổi mới phương thức quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, tiến độ xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách vẫn chậm so với yêu cầu. Phát triển hạ tầng số còn nhiều bất cập. Công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng tấn công mạng có xu hướng gia tăng. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp các ngành các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, với tinh thần không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm, chỉ bàn làm, không bàn lùi. Tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, mang lại lợi ích cụ thể thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung, đẩy mạnh đơn giản hóa tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng chất lượng dịch vụ công, bảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 chuyển đổi sang sử dụng VNEID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử để nhanh tiến độ triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ngành địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử.